tất cả mọi người đã quay lại với TJ Family Cuộc Sống Úc mọi người. Thì hôm nay nhà mình đang có mặt ở Central Coast mọi người. Đây là thành phố cách thành phố Sydney khoảng hơn một tiếng lái xe. Hôm nay nhà mình đi tham dự kêu là Harvest Festival ở Central Coast, là cái chỗ này giống như là lễ hội mà người ta thu hoạch mùa màng của những người làm farm á mọi người. Thì bây giờ nhà mình cũng lái xe đã được tới Central Coast rồi nè. Thì hôm nay nhà mình đang chuẩn bị đi vào một cái farm này để nhặt những cái hạt kêu là pecan đó mọi người. Pecan như là tiếng Việt mình kêu là quả gì, hồng đào hay quả gì á mọi người biết thì hả? Quả hồ đào không? Nhà mình cũng chưa bao giờ đi biết quả hồ đào là như thế nào, thì bây giờ nhà mình chuẩn bị đi vào đây để đi nhặt nha mọi người. Nè. Cả nhà đây nè. Đây là mọi người, đây kêu là đi vào đây thì mình vào cửa miễn phí, nhưng mà mọi người mua thì nhặt được thì 15 đồng một ký. Đây là mọi người. Walnut. We never seen this one. For you with Nile. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. Đây này, cái trái này nè các bạn này. Tí nước vào trong này nhiều lắm mà. Pecan mà không biết tiếng Việt gọi là. Đây cái lễ hội này kêu là Harvest Festival Central Coast. Đó, bây giờ cả nhà đây, mấy mẹ con chào mọi người đi. Chào Jason, Jordan, chào cô chú. Không phải, mọi người xin chào cả nhà. Thì cái Harvest Festival này ở cái Central Coast này nó có rất là nhiều nơi để mình tham quan, mình cũng phải lái xe đi khắp nơi á mọi người. Thì bây giờ nhà mình ghé vào đây là cái farm đầu tiên, là cái farm này để nhặt hạt pecan nè. Hỏi cái bác kia, bác người Tây kia, bác kêu hạt như là hạt pecan này như là hạt walnut đó mọi người, như là hạt óc chó á, kiểu như vậy đó. Đi bây giờ mình đi vào đây. Walnut hả? Hi, how are you? So it's cash only those? Yeah. Yes, that's fine. Yeah, cash only. Okay. Like, yeah. That is a really small camera. Yeah, thank you. Yeah, we need. You just head to your left. We need 2 buckets, that's all. Yeah? All right. Thank you so much. China. Oh. It's ready to eat, that yeah, one? Yeah, ready to eat. Oh, okay. Yeah. You need to crack it. Yeah, you gotta crack it, right? Yeah. Thank you. Đây thì cái hạt nó màu nâu này thì mình mới nhặt nè, còn màu xanh này không nhặt, cái này chắc là nó bị hư rồi. Đó, đây là một cái, đây là cái fan mà cái cây của cái hạt đó mọi người, hạt pecan đó. Wow, bữa nay người ta đi nhặt đông quá. Cô đấy, cô nói nhặt kiểu gì, mình phải lấy chân đá ra hả? Mommy, that one you put the, that
lại nhìn nó rút ra nha. Ôi trời, bông 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 bông. Mommy, mommy, this one you put the, this, Jason, come, come. Vườn rộng lắm mọi người. Mommy, this one, you put the pecans in it. One, this bucket, one me, this me, có nhặt được trái nào chưa, đưa cho ba xem thử coi nó như thế nào. Cái này nó phải vạch cái lá ra các bạn. Cái quả nó như thế này là màu nâu nâu này nè. Maybe mình phải đi vào trong khu ngoài. À, cái này mình phải đem theo cái gì đập ra ra. Ừ. Giống ông kia ông mang theo cái kìm ấy. Thôi mình nghe cái cây nó như này nè. Hả? À cái cây nó cây cao to. Này nhìn này, nhìn này. Kìa. Nè. Yeah. This one, oh, cái này nó bốc ra được nè. Cái màu xanh nó là không được. We can eat the green. Oh, another one. Cái như này nè các bạn này. Đó. Như này bốc ra này. Đưa ăn thử coi. Ăn nó như cái hạt nó như này là mọi người nó như hạt walnut á, hạt ốc chó. Ăn thử coi nó vị như nào. Ừ, y chi như quả walnut à, như quả ốc chó. Nên chơi đơn nè. Chơi đơn kiếm đi. Wow, vườn rộng lắm, nhiều người đi tới nhặt lắm. Đi nó kích 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 như này này, mình lấy chân đá đá nó ra đó. Đừng chơi xem đừng. Nhiều lắm mà, nhìn nè, đây đấy ba con nè. Chứ đừng nè, chứ đừng lấy cái cây này nè. Có không cho nên cái lễ hội này người ta chỉ có cuối tuần này thôi mọi người ơi. Ừ đúng rồi đó, chỉ có bữa nay hôm nay là ở Úc là ngày lễ Long Weekend đó mọi người, lễ sinh nhật nữ hoàng á, nhưng mà năm nay nữ hoàng không còn nữa, là Úc đổi thành là sinh nhật vua King Birthday mọi người. Thì đây cũng lần đầu tiên là nhà mình trải nghiệm đi lượm cái hạt pecan này, nhưng thấy cũng rất là thú vị, rất là đông người tới đây á mọi người ơi. Nhiều lắm, cái vườn này rộng á. Lượm hay không có cũng không sao, nhưng mà mình cho mấy đứa nhỏ tới đây để trải nghiệm cũng rất là thú vị. Một cái vườn rộng này vào đây, mọi người cùng nhau đi kiếm cái hạt pecan này ở dưới đất nè. Cái cây này là nó trái nó rụng xuống rồi mọi người. Nhiều người ta tới đây cũng picnic rồi các thứ nè. Gia đình tới đây ăn uống, vườn rộng bao la. Vào đây miễn phí, không có tính tiền vào cửa nữa, chỉ có đi nhặt ra bao nhiêu thì 1 ký 15 đô mọi người.
mọi người thấy người ta đi đi nhặt đông không, vui không? Cũng có một ít gia đình người Việt đây nữa nè, mới nghe mấy gia đình người Việt. Thì khắp cái cuối tuần cái lễ hội này là kêu là Harvest Festival, là những cái farm ở trong cái vùng Central Coast này là hôm nay là người ta giống như là thu hoạch, người ta mở rồi có những cái hoạt động khác nữa mọi người. Cái lễ hội này được diễn ra hàng năm nha mọi người. Thì hàng năm cứ tới cái tuần thứ hai của tháng 6 á, là người ta sẽ tổ chức cái những cái farm ở cái vùng Central Coast này là người ta sẽ tổ chức cái lễ hội này để cho người dân trong vùng Central Coast hoặc là những nơi xa đi về đây để vui chơi cái lễ hội này đó mọi người. Cái đần Jason với Nhi đang còn nó đang còn mò, nó còn kiếm dưới đất này. Này chứ đây này không? Ba kiếm được này hay không? Không, cái đấy nó hư rồi, cái nó brown quá mới được. Này đây này, ba thấy một quả này, chơi đần này. Chơi đần này. Ba thấy một cái cỏ này. Phải không, cái này có đường không? Đây, here. Nhiều mà, qua thấy nãy giờ nhiều lắm mà. Không phải, con không kiếm chỗ đó có thì con đi chỗ khác, hiểu không? Hoặc là mình đi xuống dưới này đi, mình còn farm rộng lắm mà, mình đi xuống dưới này coi có không. Nó quốc hết quá. Nó lượm nhiều rồi đó. Ôi con vứt như thế, con phải bỏ vào. Chơi sân chơi đần đầy giỏ chưa? Đầy bucket chưa? Rồi, mấy đứa trải nghiệm đã chưa? Lượm được nhiều chưa? Bây giờ mình đi tới một cái farm khác đi. Chứ đến lượm được đầy bucket rồi á. Lượm cái này nó cũng vui á. Cho nó ra ngoài nó exercise, nó trải nghiệm lượm. Hôm nay trời nắng đẹp nữa. Nhưng mà cái này một cái này mở cửa cho cái cuối tuần này hết rồi. Cái này mưa không lượm được, mưa nó dơ lắm. Cái này phải trời nắng là đẹp rồi. Jason, let's go. Jason, bring your bucket. Ở đây người ta có bán đồ ăn, bán hot dog nữa kìa, bán sausage cái gì.
ra xe là đi tới một cái farm khác mọi người, trên đường lá vàng còn đẹp không? Đông rồi mà lá vàng còn đẹp. Mình tới cái farm này mọi người là cũng nằm trong cái chương trình là Harvest Festival của vùng Central Coast đó mọi người. Farm này Day on the Farm nè. Ở cái farm này thì có cam nha mọi người, nguyên farm mà trồng cam á. Bây ở đây người ta có rất là nhiều những cái food truck, người ta tập trung ở cái farm này. Thì đây cũng là một trong những cái lễ hội hàng năm của cái vùng Central Coast này nè mọi người. Về những cái người về những cái farm, cho những cái farm nằm ở trong cái vùng này đó. Dọc trên đường nhà mình chạy vòng vòng ở cái vùng Central Coast này là toàn là farm không mọi người. Hai bên đường toàn là farm không à. Nào là farm trái cây, farm nuôi gia súc nhiều lắm. Nhưng mà mình nhà mình ghé những cái farm chính đó mọi người. Những cái farm nào mà người ta tới đông á. Hồi nãy là cái farm hồi nãy nhà mình đi là cái farm nhập cái hạt pecan kia là cũng đông nè. Bây giờ nhà mình tới cái farm này là farm trái cây này và farm trồng cam này cũng đông nè. Ở đây người ta tập trung rất là nhiều người ở đây là dọc theo hai bên đường nãy giờ kiếm chỗ đậu xe quê quá chừng. Đó, farm này có tên là East Coast Konura, vùng này vùng Konura. Farm này trồng cam à. Farm người ta tổ chức nè, đây là farm quá chừng cam này mọi người. Ở phía sau này nguyên vườn cam này. Đó thì ở farm này người ta có cả những cái food truck đồ ăn nữa nè. Xong rồi mình vào đây mình có thể đi hái cam. Và đây người ta là xay nước cam ra uống, bán nước cam. Nhi muốn uống nước gì không? Cái farm này là cũng nơi là cái trong này là cái nhà máy người ta sản xuất nước cam luôn mọi người. Cái nhà máy bự trong này nè. Và cái farm này người ta có cái không gian nên người ta tổ chức giống như là cái
cái hội chợ ở đây luôn, để người ta tới đây vừa đi hái cam mà đi tham quan cái tour, và cũng có thể có những cái sản phẩm về nông nghiệp á mọi người. Ở đây có mật ong nè, những sản phẩm của cái vùng Central Coast này mọi người. Đây bán những cái hạt nut nè. Thì nhà mình đi tới đây để mua cái vé mình đi hái cam, mới là đi cái xe máy cày chở mình đi tham quan cái farm đó mọi người. Này, farm trồng cam đây này, cái cam này mọi người. Đi vào đây có cái xe máy cày chở đi tham quan farm, và mình hái cam là 10 đô một người mọi người. Ủa thùng đâu? Xin nói thùng nhé hả? Thùng ở kia kìa. You have to get some boxes. Go light up now. Đây có xe kia người ta chở mình đi. Cam chắc cũng cuối mùa rồi sao mọi người? Trái cũng không còn nhiều. Tới farm mua nước cam uống. Nước cam ở farm nó ngon hơn. Cái xe máy cày này ra rồi, bây giờ nhà mình lên cái chuyến này đi vào tham quan vườn cam với hái cam nha mọi người. 10 vé 10 đồng vào cửa, nhưng mà mọi người được hái một thùng cam đó mọi người. Người ta đưa cho một cái thùng giấy kìa kìa. Đây là mình giờ đi lên. Slide on down. We're able to fit about 25 people, hopefully. I don't know if we'll fit that many people. That's okay, we'll go again. We only take that. Excited? Yeah! Perfect. Now you know why that's perfect? It's because we have 150 acres of oranges and lemons, and we handpick all of it, right? And we're a little bit behind on picking. So what I'm thinking is, parents, are you okay to leave your children with us for about 6 months? Yeah. And we'll train them how to be a farmer? Yeah? Perfect. Kids, how does that sound? Say bye to mum and dad. You have to come live with us on the orchard. You can sleep in between the trees. You can eat as many oranges as you want all day, every day. It's a pretty good deal, I reckon. Dads, you can stay too if you want. Give mum a break. What do you reckon? Sounds good to me. Alrighty. Let's get down to business. Let me tell you everything you need to know. We have 150 acres of citrus here. We've got oranges, we've got lemons, and we've got limes. We've got two types of oranges. We've got navels and Valencias. Does anyone know how to tell the difference between a navel and a Valencia orange? It's easy. A navel has a belly button, like we do. That's why it's called a navel.
pretty cool, right? You've learned something for today. Now, what's the secret to picking the perfect orange? It's easy. If it's orange, pick it. How easy? Can't go wrong. But I have a secret tip for you. The best oranges are on the outside of the tree. And that's because it's sunlight that ripens the fruit. So the fruit that's on the outside gets the most sunlight and it tastes the best. Okay? Pro tip for the day. My second pro tip is don't pull on the oranges. It's actually really hard to get them off, right? You're probably stronger than I am, but it's really hard. So twist them. If you twist them, they come off easier. It's really beautiful, hey? Now, what are you going to do with all of these oranges and lemons when you get them home? Are we going to make juice? Get out the blender? Parents, maybe the booze cabinet as well, make some cocktails? Sounds good, right? I've also got another idea for you that's really cool. It sounds super weird, but trust me, it's delicious. Cut up oranges and lemons, season them with salt and pepper, olive oil and balsamic vinegar, and chop up cucumber. Well, it's citrus sap. It's so tasty. It's like the perfect combo of sweet, salty, savory, crunchy. It's really yum. Give it a go, okay? All right? Now at East Coast, we try to be as sustainable as we can. That's why we've got cardboard boxes for you here. Don't forget to take a cardboard box so you can fill them up with oranges and lemons, okay? And when we wash all of the fruit in the factory, we reuse the water to irrigate the farm. That's how we water the trees. So it's pretty cool, right? Another thing that we do is that all of the skin, because we have to peel them all when we're going to make juice, right? We actually donate that to cattle farmers in rural Australia, and they feed it to their cows, and they eat it. It's pretty crazy, right? All the things that you can do to reuse and recycle. Okay? Now, here we go. We've reached our destination. Are you ready to pick? Yeah. Yeah? Remember, you've got 6 months of picking to do, kids. Okay? At the end of it, you're going to be pros. Okay? So say goodbye to mum and dad. Yeah? 10 months, I'll take you. Easy. Alrighty, it's a deal. Thank you so much. I hope you have an awesome day picking. Enjoy your long weekend. Thanks, everyone. Thank you. Rita, get up. Go outside and fall. Go outside and fall. Con fold cái box đi. Like this. Yeah. And 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 like this. Yeah.
Anyone that wants to catch a reef shark, jump on board. Thank you. Kiếm hàng nào nhiều trái à? Giờ đi sâu vào trong á. Nam mấy trái đây này cao quá chừng à. Trái này được nè. Here. The guy come here, Nhi. What's this one? Twist. See, they didn't know. What's that way? Oh, this way, guy. Keep going that way. What's that way? Yeah, thank you. Okay, thank you. Try what thing. Này quá chừng trái nè. Wow, nhiều trái quá chừng cam. Big one. Hả? Yep. Like a big one. Ba nước nước nó vừa. Đây đi vào đây. Wow, cái cây kia nhiều trái quá chừng à. Is a type of a duck. That's so weird. Cây này nhiều trái này mà trái nhỏ. Không biết cam này ngọt không? Để tôi bóc một trái ăn thử coi nó ngọt không? Yeah. Con lửa trái to á. Cam không ăn được nhiều như ăn hồng. Cam ăn. Đây nhiều trái nè. Ừ. Bây giờ mình để của mình ở đây đi. Bê lắm gì. Người ta lấy của mình sao? Mi đứng đây như trong hả? Được một trái thôi, có thấy nó vàng hay mọi người không biết là nó có chua không, nó như nào giống cam này, thấy vỏ cũng dày lắm. Nó chua ngọt ngọt nhưng mà chua nhiều hơn ngọt. Nhưng mà nhiều nước quá đó, nhìn này nhưng mà cũng nhiều nước lắm à. Trái giống cam này cũng không được to, trái cũng vừa vừa thôi à. Trái này là trái mực. Đi farm hái cam. Đi cam hả? Hái cam ăn vài trái à. Không ăn à, không ăn được à. Nhưng mà 10 đô mà người ta cho mình một thùng cam mà mang về nữa thì cũng good ra. Đó anh thử ăn cái trái như này nè. Wow. Cái này phải đi đái trước rồi.
farm này rộng lắm mọi người, rộng cũng quá chừng rộng luôn. Một bên này là chanh nè, chanh đó mọi người, farm chanh nè, người ta trồng chanh. Vườn bên kia nãy cái xe máy cày chở nhà mình nó thấy chanh nhiều, chanh lắm. Nguyên phía bên này là chanh hết rồi, mọi người thấy chanh nè, mình qua đây quay cái vườn farm chanh cho mọi người coi nè. Đó, chanh trái này mọi người thấy chanh không? Nhưng mà mình vào farm này mình chỉ được hái cam thôi. Mà chanh nè, trời ơi chanh. Mẹ nói sao rồi làm sao ăn được mà nó hai thằng nó bật quả cam nó đi được quả chanh nó ăn. Chị Trần ơi, chị Trần ơi, trong này này trái to này chị Trần này. Chị Trần, chị Trần, chị Trần đi vào đây này, chị Trần. Chị Trần này, chị Trần. Không không không, ở đây này, bà chỉ cho đi vào đây. Chị Trần. Chị Trần. Chị Trần ở trong này nè. Thấy không? Trong đấy đó. Nhiều không? Đó. Yeah. Đó đúng rồi, trái đấy đấy. Đây nhà mình hái cam, hái tí là được 4 thùng rồi. Chị Đình hái được nhiều chưa? Chị Đình, chị Đình hái nhanh quá. Tí nữa chị Đình phải khiêng một thùng nhá. Mỗi đứa khiêng một thùng. Chị Đình khiêng cái thùng lưng kia kìa. Đó, ừ đúng rồi, cái thùng nó nhẹ. Ừ, cam có hột nhưng mà cũng chua. Nhỏ nhỏ vậy thôi, nhiều nước ấy. Cái này mua về lấy về vắt nước uống. Anh quay chanh mà mọc chỗ. Nhiều lắm, ừ. Nguyên vườn bên này chanh mà. Bên sau vườn chanh này có vườn cam nữa. Có ngọt không hả chị Trần? Chị Trần ăn cam ngọt không? Chị Trần bưng cái bờ thùng này đi. Chị Trần, chị Đình bưng cái thùng kia. Nhanh lên, nhanh lên, có. Ok mọi người, nhà mình vừa mới đi tham quan và hái cam ở cái farm East Coast, ở cái vùng Kenora này, ở thành phố Central Coast đó mọi người. Thì bây giờ nhà mình đã kết thúc cho cái ngày để đi tham quan những cái farm ở cái lễ hội Harvest Festival ở thành phố Central Coast. Bây giờ nhà mình sẽ lái xe quay trở lại thành phố Sydney. Bây giờ cũng là đầu giờ chiều rồi, thì nhà mình sẽ quay lại thành phố Sydney và kiếm cái gì để ăn tối nha mọi người.
mình đi cả ngày cái farm, tham quan những cái farm ở cái vùng Central Coast đó mọi người. Bây giờ chiều tối rồi, mình trên đường về thì ghé qua cái nhà hàng Nhật này. Nhà hàng này cũng có rất là nhiều món ngon. Nhà hàng này cũng có nhiều chi nhánh lắm, có tên là Okami. Đây là có nhiều món ngon. Chị Đình nó đi cả ngày nó đói bụng quá. Chờ tí nha chị Đình nhé. How much more minute? Đây mà ngồi mà ăn. Chờ rất là nhanh nhá, mấy order đã có. Đây là giá. Sushi. Đây là rong biển. Nó hay gì đây cả. Mấy đứa phải làm soy sốt rồi mới ăn được. Cái đơn luôn rồi. You buy that?